Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop Xe 88. Hôm nay thì em có cái một mẫu touring của Maruti, đó là mã Neon Prix Trevor. Thì mẫu xe này thiết kế đó là hợp kim thép các bác nhá. Con này hợp kim thép, thiết kế rất là nạ, hợp kim thép. Thiết kế khung hợp kim thép chữ A, khung chữ A. Con này size 49. Size 49 ghi đông bô tăng nhôm. Ghi tông đông bô tăng nhôm, mạ bạc rất là đẹp. Mạ bạc rất là đẹp. Tay phanh dùng tay phanh Techco. Phanh là phanh Techco bóp má vành các bác nhá. Phanh Techco bóp má vành. Đây là màu xanh lục bảo. Màu xanh lục bảo. Xe sử dụng đó là may ơ. Chạy may ơ săn sai, chạy bi bạc đạn các bác nhá. Đây. Nổ rõ luôn bi bạc đạn cho các bác có thể chiêm ngưỡng xem luôn nhá. May ơ săn sai bi bạc đạn. Xăm lốp Kenda, xăm lốp 700. Con này là vành 700 nhân 28 38 các bác nhá. Con này là vành 700 nhân 38C các bác nhá. 738. Ngoài ra xe có sử dụng một đĩa, đùi đĩa nhôm Prowell này. Chắn xích này. Đấy, níp sử dụng nó là một tầng níp xích KMC. Xích KMC. Bạn Minh đi vừa xe con đi vừa xe con à? Bạn Minh biết đi rồi. Để cho chú quay video này nhá. May ơi, sử dụng đây may sân sai này, chạy bi bạc đạn này. Chú đắp đi được. Xăm lốp Kenda. Đây xăm lốp Kenda. Xe đẹp không? Xe này đẹp không? Đấy, các ga này có thể chở tối đa 25 kg các bác nhá. Ga qua chở tối đa 25 kg. Yên da mềm này. Bê đan well go, chạy bi bạc đạn. Cọc yên có nhôm này. Mẫu này nhìn đẹp không? Đây, mẫu xe này hiện tại là mẫu Trevor Leon Prix. Giá bán thì được niêm yết trên website xe đạp 88.vn. Các bác có thể vào website để tham khảo mẫu giá xe chiếc xe này. Hoặc alo hotline 0933 522 186 các bác. Đây là một mẫu touring. Một mẫu touring cao cấp của dòng Nhật. Các bác cần mua một xe này cứ alo hotline 0933 522 186. Xin chào các bác. Cảm ơn các bác đã xem video.